Vô rồi còn gì. Hello mọi người. Ở đây mình ngày bữa nay ngày 13 nha, 13 tháng Giêng. Bữa nay mình ăn là đồ tương, hủ tiếu xào và hủ. Cái thằng cò phải lóc. Làm cái tuột lai cái mình ăn hủ tiếu xào đồ tương luôn. Hiện nay kênh của thằng cò phải lóc có hai diễn viên nữ. À, quý vị khán giả thấy đẹp không? Giống như tiên giáng trần vô giảng cho trời. Nè, ăn đi. Nè. Này, chị ăn đi. Thôi, ăn đi nè. Ăn đi tôi quay mà. Thôi, ăn đi. Nè, bắn luôn. Lần này ra con đầm. Kẹt đũa nó ra trời, nó vũ một cái. Nè. Đi à. Xíu cho cơm ông nội. Đang quay clip ông nội. Này chưa vợ người khán giả. Có khán giả là nữ nè, mà ta mai người này chắc. Trời, tôi như con heo quá. Tôi. Như con heo. Mẹ, cái này bệnh. Corona nó ngon. Tối ca nhạc cho giữ vô mà. Cha đứt dây đờn. Sông hay gái còn cái này còn khang hay nữa. Cái nào ghé cái nào tao thấy cái nào không lúc là nhắn tin với em nào trên Zalo đó mấy dạ rau ừ gì đi lấy kẽm cho nói chị làm em làm cuốn đi mọi người dạ, mất thêm mà bây giờ mình chưa ăn được miếng nào chưa. Đi vòng vòng đi thôi đổi. Anh nói chuyện ngoài này. Hủ tiếu chị Vinh. Hủ tiếu gì chị Vinh hả? Hủ tiếu chị Vinh đặc sản quê hương chị Vinh. Đây là cô thôn nữ này ở Trà Vinh quý khán giả. Mấy em à? Nhiều món lắm. Gì cũng có chứ. Ai muốn ăn đồ biển mà đi Trà Vinh. Ví dụ như ai muốn ăn hủ tiếu Trà Vinh thì liên hệ với thắng gọi ba lóc nha. Số điện thoại để ở dưới á. Rồi muốn ăn bạc khía nè. Hải sản nè. Sò nghiêu nè. Sò nghiêu rồi đó. Tại dưới cô thôn nữ nè với có nuôi nghêu. Nuôi tôm đó hả? Tôm, cua. Cái gì cũng có cho mọi người. Mọi người có gì liên hệ giao lưu với cô thôn nữ. Cái thoại ta để dưới. Nhớ vào xem nhiều nhiều vô quý khán giả để cho cô thôn nữ này lên clip nữa chứ đã lên clip đầu tiên này nghĩ lên luôn quá. Tắt rồi tắt mới tôi quay ăn để thưởng thức cho quý khán giả là thưởng thức món chay. Mình là mình xào vậy đó mọi người, mình liên hệ về cho mình sạch. Mình là người người dân mình có ăn tương đi, còn ông thầy chùa trong mạng thì ăn thịt chó. À, thầy chùa ăn thịt chó bị người ta chửi á. Có là mọi người cái đó thì cái tâm của mình á. Thì ăn chay được, ăn thịt chó cũng được. Ăn à, thì ở lòng thành của mình à. Ví dụ như vậy. Đúng rồi. Thì được phép cho chó mà tại nó chơi chứ mình chửi cái miệng mình thôi mình tỏi miệng mình đó đó là chỉ lòng của tâm thôi ăn được ăn rồi giờ mình ăn con trai nè quan trọng của phụ nữ con trai nè nào giờ chưa thấy phụ nữ con trai nha cái đây mà mình ăn tàu hủ chứ không phải con trai mình không dám đi ra đường mình kiếm trai mình ăn kiếm trai không được à kiếm trai không được mọi người kiếm trai thôi đừng kiếm trai là được kiếm trai thôi đừng kiếm trai nha rồi chồng quýnh xịt chồng quýnh xịt mũi bình thường vậy nam nữ bình đẳng mà bình đẳng không bình đẳng mình đẳng cái búa mà bình đẳng thử mà đi với thằng khác coi hôm hung coi độ chồng mà không chém mới sợ
hay ghê được, không hôn làm gì? Đi lén hả? Vô nhà trọ vậy? Ồ, hay đó. Đây, đây là con thôn nữ nữa nè. Này quê ở Vĩnh Long là quê dạ. Có chồng một đứa con. À. Đây thì sao là quay clip hai cô thôn nữ rồi luôn á. Qua đợt này mình về mình đi bắt ốc. Núi gì hay bắt ốc được. Đi bắt ốc thì cái lấy nón lá đội lên bằng bị xà lõn rồi đó, cái đi mở vô cái nướng bắt đồ mini luôn. Tôi đặt cái mua cái lò quay 500 mấy rồi. Máy quay với lò quay. Vô mọi người ơi, đưa ly đi, ngửi cái vô mọi người. Vô luôn. Cái này mình không có bia, mình uống nước ngọt, dễ tiêu. Chấm này vô. Hấp dẫn. Này rốt thắng hết nước. Mùi vị sao? Nói cho mẹ mày đi. Nói về... Cái sai rồi. Mặt tiếp được ăn ngon. Dạ thầy. Mày đặc sản nhất, ngon nhất là mặt sản cho Vinh mình nha. Mặt tiếp xào dai ngon. Bằng. Chấm vô mắm cái nữa. Ngon. Không cử gì. Ví dụ như hủ tiếu này người ta muốn mua rồi có không? Em ơi, cái ramen muốn nè. Liên hệ với mình là có rồi. Ngon tiếu ăn hết sảy. Rẻ không? 25 ký rồi mọi người. 25 ký hả? Đúng rồi. Có gì ăn, ai muốn ăn gì liên hệ mình là có liền. Tiếu này ngon nè, hủ nè, nước mắm nè, mình làm trong cái tắc ngon hơn chanh nha. Thơm. Cây cay nhiều đã lắm mọi người, ghiền luôn, ghiền hơn mình ghiền chồng nữa đó. Sạch tết luôn. Mình ăn này mà cái uống này vô á tiêu. Ăn chay uống nước ngọt. Chay uống nước ngọt uống Pepsi dễ tiêu mọi người. Thứ mình đó nha, đủ thứ mọi đồ trên nè, nhiều sò. Vụ này anh em nào muốn liên hệ ăn. À, cô Biển nè. Liên hệ, cô Biển. Cái gì nói chung là đồ hải sản, đem về tươi đàng hoàng. Sò quý. Cái này là hủ tiếu sao? Trà Vinh. Trà Vinh cái gì khác hả ta? Hủ tiếu này cũng vậy gì? Nó dai hơn. Nó dai hả? Đặc biệt nó hủ tiếu dai hơn. Nó không có bị... Không bở à? Có tiếu chờ khuôn nữa nha mọi người. Từ Trà Vinh mình liền từng. Mình là tem chi châu. Đây là bốt đặt là thôn nữ gạch xưởng nghe quý khán giả. Ai muốn ăn vậy ha, cho mình ha. Liên hệ với mình nha. Đúng cái đồ biển tươi luôn. Vừa rẻ mà vừa ngon nữa. Hủ tiếu này về ha, mình nấu bảo đảm là không giờ bở nha mọi người nha. Cỡ nào cũng không bở đi. Ngon lắm. Nói chung là chị Vinh mình nhiều món. Chị Vinh mình nổi tiếng là cho nói chung là bún nước lèo mọi người nha. Mọi người có đi về chị Vinh ghé ăn bún nước lèo nha. Bún nước lèo là đặc sản chị Vinh. Mà biết nấu không? Biết chứ. Bữa nào nấu ăn mày? À, mắm ở đây không có, chị Vinh mới có mắm đó thôi. Chưa gửi gì à? Gửi xe hả? Ừ. Gửi gì nấu quay clip lên quảng bá luôn cây. Nấu bún nước lèo là đặc sản chị Vinh, ai đi nha. Đặc sản là bún nước lèo chị Vinh Sóc Trăng. Mình nấu bún nước lèo gồm là nấm nè, huyết nè, và heo nè, nó bún nè, rau rén để vô ăn một cái đông, để chén ớt vô ha, sắc ớt vô cay cay nha, ngon lắm mọi người ăn, vừa ăn vừa thưởng thức chén ớt cay cay ha, ngon lắm. Ở với chị Vinh mình với chị Bạc Liêu quá, căng. Đang đi quay như vậy đâu, bình thường. Là thôn nữ hiện đại, đâu như hồi ngày xưa đâu mà cả. Mười biến sao? Cái món này mình ăn bắp mới ngon, mình ăn đuổi nó mới ngon, cái gì ăn bắp nó mới ngon. Lấy 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 bắp nó mới ngon nha mọi người. Cô cái nó bắp nó cũng ngon nè. Nói chung là cái gì bắp bốt thì ngon rồi mọi người nha. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Cái nào bắp bốt mới ngon. Đúng, hợp lý. Đó. Hợp lý, hợp lý. Cái nào không có bắp bốt, không có bột, không có chập giật là nó không ngon. Ngon nè, mời các bạn nè.
Món này ngon nha, này ăn buổi trưa á, ăn lâu lâu ăn ngon. Miền Tây mình nó thích ăn món này lắm nha, ngon. Hủ tiếu đây là xào mấy người thấy không? Mọi người thấy không, nó không bở luôn, không bị sợ luôn, vừa dai vừa ngon. Có cái bánh nữa. Cầm muốn vậy ha. Vô một cái đi, cho xỉnh cái cây, xỉnh cho nó đầu lăn lăn cái dễ bóc phốt. Cho nó sướng mọi người ơi. Ê, bà, vô. Này nó tê cái người nè. Mình ăn ngày 21 cái mình hết ngán thịt rồi, tại mùa Tết này mình đừng mọi người coi clip này chắc không bị về luôn quá. Ăn thịt cái nó ngán. Cái mình ăn thịt nhiều quá cái ngán, giờ mình đổi qua này, giờ bữa cái mình đổi qua hay quay thì mọi người nướng vừa quay nghe vừa giữa đồng nghe cơm đồng nổi nha. Đầu nắng nó khét đen hết trơn, lúc nào nó luôn. Hợp lý, chồng nó bỏ nha mọi người. Bữa nào đi bay, bữa nào nó có ấy thì giờ đi. Không, khét đen như con chó hơn là nắng gì vậy. Giữa đồng. Chào mọi khán giả nghe, nếu mà mọi người thích cái like và kênh này nghe cho thắng cò nghe không? Thắng cò tăng vlog. Cho vô danh nhắn tin nhé, cái kênh mình cho nhiều like nha mọi người. Ai có cần gì phục vụ mình ha, tới nhà phục vụ luôn nha, sẽ xào nấu hay là cái gì mình biết nấu trơn nha mọi người. Rồi. Rồi xin chào quý khán giả, thì kênh của thắng cò vlog quay món này món gì ta? Hủ tiếu xào đậu hủ, cuốn bánh tráng, chấm món dân giả miền Tây, chấm siêu cay. Rất mong quý dân giả ủng hộ kênh Thắng Cò Vlog, nhiều like, nhiều người xem, nhiều người đăng ký, thì phải coi hết quảng cáo mới được. Rồi. Cái này mà thiếu nha, tại vì mình về mình chuyến này ăn Tết hơi gấp nha mọi người, cái mình không mua được cái bánh tráng gì Vinh, nhưng mà bánh tráng gì Vinh, đặc sản gì Vinh, bánh tráng cũng ngon lắm, bự mà dẻo, không cần nhúng nước như mấy cái này nha mọi người nha. Rồi. Muốn ăn cái gì liên hệ mình là cái gì cũng có hết trơn. Bye bye khán giả rồi, cho tôi thấy vị viên mới mà. Hôm nay kênh Thắng Cò Vlog sẽ quay